Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí tịnh giới, tinh tấn Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tỉnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí san tham, trì giới, phạm giới, siêng năng lười biếng, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí tịnh giới, tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí san tham, trì giới, phạm giới, tịch tịnh tán loạn, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí, an nhẫn, tinh tấn tịnh lự Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí san tham, từ bi sân nhuế, siêng năng lười biếng, tịch tịnh tán loạn. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí, an nhẫn, tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí san tham, từ bi sân nhuế, tịch tịnh tán loạn, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí, tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí san tham, siêng năng lười biếng, tịch tịnh tán loạn, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn tịnh lự Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới, phạm giới, từ bi sân nhuế, siêng năng lười biếng, tịch tịnh tán loạn. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới, phạm giới, từ bi sân nhuế, siêng năng lười biếng, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tịnh giới, an nhẫn,